tin nhất, phong cách trình diễn đã nhất từ đầu chương trình tới giờ. Ok, bây giờ con giới thiệu bản thân. Giới thiệu về bản thân mình đi. Con tên là Nguyễn Phạm Bảo Trân, năm nay con 9 tuổi. Sở thích của con là hát và đọc sách. Với tư cách là mẹ của Bảo Trân thì tôi thấy bé thì nó rất là năng động, chung là rất là cá tính. Nó có một cái say mê, là nó rất là say mê về âm nhạc. Cứ nghe nhạc lên là nó không phải, nó giống như là nó là một cái con người khác á. Bây giờ thì hiện tại thì nó cũng đang theo học đàn, học hát. Và một cái năng khiếu mà nó rất là thích đó là học vẽ, là cái bộ môn mà nó thích thứ hai sau môn hát. Con có nhiều ước mơ nhưng mà con thích nhất hai ước mơ của con đó là vẽ và ca hát, nên con muốn tới Mỹ để học hai ngành đó. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng làm một cái gì đấy để cho em cảm thấy thoải mái nhá. Bây giờ mình sẽ cùng hít sâu vào này, được chưa? 1, 2, 3. Con tham gia chương trình Thần Tượng Âm Nhạc nhí bởi vì để con nhận tiền để đi du học. Con biết tại sao cô chú con vừa bước vào là hú một cái không? Dạ. Tại vì trong cái hồ sơ con ghi là con sẽ hát bài Bang Bang. Cười, sao con cười? Có gì đặc biệt gì con nữa con không? Con thích nghe nhạc gì? Dạ, nghe nhạc ngoại. Nhạc ngoại, ôi không thích nhạc Việt Nam hả? Dạ, hơi hơi. Vậy không có phải là không có thích ba cô chú đây hả? Mà là con thích nhạc ngoại hơn. Đấy. Thôi bây giờ con, cô nhìn con là cô thấy rất là tự tin và con rất là sẵn sàng rồi, mình hát luôn nhá. Đúng rồi. Ok. She might let you hold her hair in school, but I'ma show you how to graduate. No, I don't need to hear you talk to talk. Just come and show me what your mama gave her. You got a very big mouth, but don't say a thing. See anybody can be bad to you. You need a good girl to blow your mind. Bang bang into the room, I know you want it. Bang bang all over you, I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute, tell ya. Bang bang, there goes your heart, I know you want it. Bang bang, seat of my car, I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute, tell ya. B to the A, to the N to G to the high. B to the A, to the N to G to the high. See anybody could be good to you. You need a bad guy to blow your mind. Wow. Bảo Trân là cô bé mà tự tin nhất, phong cách trình diễn đã nhất từ đầu chương trình tới giờ. Cô thấy con không có rất là thoải mái tự tin mà cái đầu con cứ lắc lắc vậy nè. Phong cách của con tuyệt vời. Con bây giờ cô rất là, tất cả mọi người đều ấn tượng đấy, nhưng mà cô muốn nghe con hát một ca khúc tiếng Việt được không? Đúng rồi. Dạ được. Được. Ok, rồi mình chơi luôn ha. Hát bài gì? Dạ bài Ngẫu Hứng Sông Hồng. Con chọn bài khó không hả con? Tôi ôm con sao, bé bồng của tôi lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa. Một ngày mùa thu theo cha qua sông, một ngày dòng sông đầy nắng. Thầy khen mà đúng không? Thì giờ mình khen nha, giờ mình nghe khen. Khen rồi xong đi ra. Okay. Chú Isaac rất là thích con là bởi vì á, là bản thân chú Isaac là một người rất là thích nghe nhạc nước ngoài. Và chú Isaac cũng là một người gọi là tự học hát nhạc nước ngoài. Nhưng mà mặc dù á, là đôi khi là chú Isaac
để ý rất là nhiều, nhưng mà cái lỗi phát âm nó vẫn có, bản thân chưa ai tắt vẫn mất lỗi đó. Nhưng mà ở con á là một cái lỗi, ở con á con là khi rất là nốt. Đúng rồi, con có một thứ mà tất cả những bạn nhỏ hầu hết cô đều không thấy có, đấy chính là cái việc con rất ngắn nót. Cái việc đó người lớn còn khó cũng có thể làm được. Con rất là ngắn nót, kể cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt con cực kỳ ngắn nót luôn. Mà tất cả những cái ngắn nót của con là có chủ ý của con luôn. Và cô thấy con là một người rất thông minh. Rất là hay, dễ thương, là chú là nể con ở điều đó. Và chúc mừng con đã vào vòng trong. Lúc mà con hát mà thì mọi người vỗ tay con rất là vui. Rất là vui luôn. Sau này con vẫn phải hát tiếng Việt, bởi vì vừa hát tiếng Việt vừa hát tiếng Anh người ta sẽ phục mình. Với giọng hát mạnh mẽ cùng sự nỗ lực hết sức mình, Bảo Trân là một cái kết rất đẹp trong ngày hôm nay. Hy vọng cô bé sẽ cố gắng thật nhiều để chinh phục và